Thưa quý vị, Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập năm 2022 của hai đơn vị được lựa chọn xác minh tài sản thu nhập là Sở Tài chính và Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Lộc. Theo Thanh tra tỉnh Nghệ An, tiêu chí lựa chọn người được chọn xác minh là người có nghĩa vụ kê khai, thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập hàng năm. Theo đó, thì việc bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên đã xác định được 13 cán bộ để xác minh tài sản thu nhập theo quy định kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Thanh tra tỉnh Nghệ An sẽ xác minh tài sản thu nhập 8 trên 75 cán bộ thuộc Sở Tài chính và 5 trên 40 cán bộ thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Lộc. Dựa vào kết quả bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập, Thanh tra tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành các bước thực hiện tổ chức xác minh tài sản thu nhập của những cán bộ đã được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 23 tháng 11 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước chủ trì cuộc họp về thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp. Vấn đề lớn nhất hiện nay đối với thị trường trái phiếu là dòng vốn thanh khoản của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là cần nới room tín dụng ngân hàng, duy trì thanh khoản để các doanh nghiệp có dòng vốn lưu thông. Trong khi sắp tới, lượng trái phiếu đáo hạn thì cũng tạo áp lực cho doanh nghiệp trong giai đoạn tới là họ chưa có khả năng tìm được nguồn vốn bù đắp hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của mình. Vài năm gần đây, thị trường bất động sản Việt Nam chịu tác động rõ rệt của nhiều vấn đề mang tính toàn cầu, khi là đại dịch bệnh, khi là các vấn đề kinh tế, tài chính. Song cũng qua đó thấy được sự đứng vững của phân khúc bất động sản cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng, phục vụ nhu cầu đặc biệt của tầng lớp khách hàng thượng lưu. Từ chỗ dự định sẽ đầu tư ở nước ngoài, anh Lê Vũ Trí Phước đã quyết định sở hữu nhiều sản phẩm bất động sản của Sun Property tại Phú Quốc sau khi trải nghiệm hệ sinh thái quy mô của Sun Group trên hòn đảo này. Như JW Marriott Phú Quốc, các dự án ấn tượng tại thị trấn Hoàng Hôn, đảo Thiên Đường Hòn Thơm, những quần thể đẳng cấp như bãi Kem, mũi Ông Đội, tới đây là bãi Sao. Thật sự không ngờ rằng ở đất nước Việt Nam mình, ở quê hương mình, lại có một tập đoàn người Việt mà xây dựng nên một cái rất là kỳ vĩ. Ví dụ có rất là nhiều cái đa dạng về cái hệ sinh thái, chẳng hạn như là cáp treo, cầu khôn, thì đó là tôi cảm thấy đây là một cái rất là tuyệt vời để mà mình đầu tư. Là một trong ba trụ cột trong hệ sinh thái Sun Group khắp ba miền, Sun Property ngày càng khẳng định vị thế thương hiệu bất động sản cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam. Sun Property theo tôi thì đã nằm được một cái vị thế, đạt được cái sự tin tưởng rất cao của nhà đầu tư, bởi vì ở đây là họ đã mang lại cho khách hàng được cái sự yên tâm về cái chất lượng, về cái sự đẳng cấp, và một cái câu chuyện rất quan trọng đó là khác biệt so với những cái dòng sản phẩm họ đã chọn đầu tư trước đây. Đối với cái phân khúc khách hàng cao cấp thì họ rất là giàu trải nghiệm. Do đó nên là chúng ta phải thuyết phục họ bằng cái chất lượng thực sự của sản phẩm và của dịch vụ. Cho nên là chúng tôi luôn luôn chú trọng về kiến trúc, tức là nhìn là phải bắt mắt, phải thời thượng, và nó phải có những cái giá trị về văn hóa ở trong cái đường nét kiến trúc mà chúng tôi lựa chọn. Rồi sau đó đến những cái tiện ích sống đi kèm và những cái dịch vụ đi theo dòng đời của sản phẩm. Thì đó chính là những cái mà thuyết phục được khách hàng và thực sự là đặt niềm tin ở khách hàng. Khi họ sử dụng, họ cảm thấy là cái điều đó đáp ứng đúng với nhu cầu của họ, thì họ sẽ tiếp tục là đồng hành và giới thiệu cho những cái người thân. Hiện Sun Property đang giữ vai trò dẫn dắt thị trường ở những điểm đến du lịch hàng đầu như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Phú Quốc. Thương hiệu này cũng đang nghiên cứu mở rộng độ phủ sóng tại nhiều điểm đến du lịch mới. Chúng tôi cũng đánh giá rất cao những cái chất lượng của những cái dự án mà Sun Group đã tạo ra ở cái phân khúc này. Do vậy là với cái bộ phận, cái thương hiệu mà Sun Group dành cho cái phân khúc này, thì chúng tôi nghĩ rằng là cũng chắc chắn sẽ tạo được cái sự tin tưởng, cái sự chấp nhận của các nhà đầu tư. Sức hút của bất động sản Sun Property suốt 2 năm dịch bệnh cũng như năm 2022, năm mà thị trường trải qua không ít thăng trầm, cho thấy những sản phẩm bất động sản cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng được đầu tư bài bản vẫn thanh khoản tốt. Dự báo số người siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng 26% trong giai đoạn 2021-2026, trong khi trung bình gần 2/3 lượng tài sản của giới siêu giàu được phân bổ vào bất động sản.
Những thông tin này tiếp tục cho thấy bất động sản cao cấp vẫn là phân khúc đầy tiềm năng trong trung và dài hạn. Sáng nay 23 tháng 11, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM Cộng lần thứ 9 đã khai mạc tại Siem Reap, Campuchia. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước ASEAN và Bộ trưởng Quốc phòng, đại diện Bộ trưởng Quốc phòng các nước đối tác gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Liên bang Nga và Hoa Kỳ. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn tham dự hội nghị. Ngay trước khi khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 9, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có bài phát biểu dẫn đề. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, trong bối cảnh môi trường kinh tế và an ninh toàn cầu ngày càng bất ổn, biến động, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi dựa trên sự tôn trọng, hợp tác thực tế và nâng cao năng lực. Theo Thủ tướng Hun Sen, cần ít nhất 5 yếu tố để hiện thực hóa một nền an ninh hài hòa trong khu vực. Thứ nhất, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN. Thứ hai, thúc đẩy cấu trúc an ninh khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ. Thứ ba, tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng, lấy người dân làm trung tâm và dựa trên sự tin cậy. Thứ tư, thúc đẩy an ninh toàn diện. Cuối cùng là thúc đẩy an ninh hợp tác. Ngay sau bài phát biểu của Thủ tướng Hun Sen, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 9 đã khai mạc với phát biểu của Đại tướng Ti Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, hội nghị là sự kiện quan trọng mà Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và các nước đối tác gặp gỡ trực tiếp lần đầu tiên sau 3 năm kể từ khi COVID-19 bùng phát. Đây là cơ hội để trao đổi các vấn đề quan trọng liên quan đến khả năng hợp tác phục hồi sau COVID-19, cũng như các vấn đề liên quan đến hòa bình khu vực và quốc tế. Năm 2022, Việt Nam và Áo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mùng 1 tháng 12 năm 1972, mùng 1 tháng 12 năm 2022. Nhân dịp kỷ niệm này, sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Áo, công bố quyết định của Bộ Nội vụ cho phép thành lập hội nhằm góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Áo. Phát biểu tại đại hội, Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam Hans-Peter Glenzer bày tỏ tin tưởng hội nghị hữu nghị Việt Nam-Áo sẽ là một thành tố quan trọng trong mối quan hệ nhiều mặt của hai nước. Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Việt Nam kỳ vọng hội sẽ góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ hợp tác và tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Áo. Hội hữu nghị Việt Nam-Áo sẽ là cầu nối thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa, thông tin, truyền thông, du lịch, thể thao và các lĩnh vực hợp tác khác giữa Việt Nam và Áo, phục vụ lợi ích của nhân dân mỗi nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Cần phải xử lý, kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân tập thể khi kết quả giải ngân đầu tư công thấp, vốn đầu tư công phải được giao ngay từ đầu năm. Đây là hai nội dung chính được Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra vào sáng nay. Qua thảo luận của các đại biểu, tỷ lệ giải ngân cần được đánh giá kỹ về nguyên nhân, lý do vì hàng năm kết quả giải ngân đối với nguồn vốn ngân sách cấp huyện đều cao hơn so với vốn ngân sách thành phố. Cụ thể đến ngày 20 tháng 11 của năm nay, cấp huyện đã giải ngân được trên 63%, trong khi các dự án của thành phố do quận huyện làm chủ đầu tư thì chỉ đạt có gần 33%. Qua phân tích, các đại biểu đều thống nhất rằng các dự án dùng vốn ngân sách thành phố nêu trên, mặc dù giao cho quận huyện làm chủ đầu tư, tuy nhiên toàn bộ thủ tục vẫn được xử lý ở cấp sở, ngành, thành phố và đây là nguyên nhân chính của tình trạng chậm giải ngân. Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố do Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố phải có các giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, chấn chỉnh khâu chuẩn bị đầu tư, tập trung chỉ đạo giải quyết các tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công. Đồng thời quán triệt quan điểm chỉ đạo là vốn đầu tư công phải được giao ngay từ đầu năm để tập trung quyết liệt triển khai công tác đầu tư và giải ngân ngay từ đầu những tháng đầu tiên của năm 2023 để tránh tình trạng dồn giải ngân vào cuối năm làm chậm tiến độ dự án, giảm hiệu quả vốn đầu tư công. Đồng thời sẽ phải thực hiện điều chỉnh kế hoạch nhiều lần trong năm.